Hơi dễ rồi. Boss, có 7 á. Được dễ rồi hả? Last rook. 5 seconds to go. Biohazard container located. Proceeding with location. Cái gì vậy? Gì? Ai biết? Tính kiểu làm phụ giả đối tượng hay sao á? Mai này. Còn kêu á. Tao không biết nó có bệnh mà đi trước không nữa. Không, tao canh ngay đây làm sao mà đi trước được. Nhà Không tắm. Ghê vậy bộ. Mày canh đi, tao canh bên này nè. Tao hỏi canh rồi. Nó trong phòng tắm hết. Ồ, đây rồi, nhìn trong sai. Không có bé nào trong sai thì trong phòng tắm á. Không có trong sai nha. Một thằng nhóc Mew trong phòng tắm nè. Mew đang canh á. One in the bedroom. Má, chút nó cũng nhây lắm. Chút nhây phải lộn luôn. Trời. Không phải lộn. Đằng nào nó cũng biết bên nước ngoài mà. Tôi chỉ xả nó còn kia thôi. Đó, còn kia. Cái đấy bị chạy ngoài. Nice. Quá dễ, quá easy. Vô luôn. Vô sai luôn. Easy. Chỗ này đúng dễ luôn. Chỗ này có cái tủ lạnh á, nó cũng dễ lắm mà. I'm going to barricade it. Okay, I have one. Just bought it.
Sensor activated. Construction site coming in. One guy on your right side, Rambo, maybe? No, he's breaking the door. Twitch coming, Rambo. Twitch coming the whole way. Nice, nice. The way. Bandit. Spotted. I'll patch you up. Accordingly.
right, Op 4 has found a bomb. For last stop standing. Oh, maybe just hope, nice. Two guys just spotted over there. Oh, guys. Surveying for hostiles. Going to join this park.
Vấn đề cái này mình đang nói chuyện nhưng mà bên bên nghe bình thường thôi chứ không có trong server hết, cho bên trên chỉ nói chuyện trong game. 5 seconds to insertion. The diffuser has been recovered. Okay, Blackbeard. Make your way to its location and defuse it. Looking spawn kill. Map này rất là dễ spawn kill và thường là mình cũng rất là thích đánh spawn kill cái map này. Nice. Ôi má lẹ vậy. Cái này mình đánh rank á, mình còn để shield chứ thường mình cũng ít dùng shield. Ô má lẹ vậy. Team ơi là team. Ôi vậy, cuối cùng thanh niên mình nghe tiếng đâu đó nha. Hai thanh niên gục rồi. Frost chết nhưng còn mỗi bandit. Tôi còn kia rồi, đặt bom đi. The diffuser is no longer in your possession. Vãi cái ông nội, nó đặt 72 lần. Bro to blast nè mấy đứa. Tìm quá lẹ. GG guys. Oh.